hãy em cầm cái cây này nè, em tọt phía trong ra đi, rồi các anh chụp flycam lê cầm này. Ê trời ơi, xém vô đầu. Thôi được rồi, để thử lại coi còn bay được không. Nè hãy nắm đuôi đi, đưa đây, bay thử lên coi còn được không. Để chặn xuống nha, giữ nha, căng ra, cất cánh luôn nè, lên luôn đó, dở nguyên tấm lên nè. Nguyễn Duy nói rằng là lê bay cái bảng bán nhà tại đây lơ lửng qua lại cái khu vực cái đường này nó đông, chiều quá người ta đi nhiều cái lắm thì mới biết là cái bất động sản ngày hôm nay là chỗ này bán. Hãy bay tiếp đi, đổi tay không cho lê bay nữa, bay dưới nóc nhà không à. Rồi đưa đây anh đi quay cái bất động sản ngày hôm nay Nguyễn Duy lên cho anh chị mình là nằm trên cái mặt tiền đường An Phú Đông 1, cực kỳ rộng luôn, 19 mét ngang tiếp giáp mặt đường, 34 mét dài, 572 mét vuông, 4 sổ hồng riêng full đất ở đô thị mà có tới 5 doanh nghiệp đang khai thác sử dụng. Nhìn bên phải vô là một cái cửa hàng, rồi một cái đường đi vô nguyên cái căn biệt thự ở phía sau là công ty đang thuê, liên tiếp thêm 3 cái cửa hàng kiosk đang kinh doanh nữa. Cái đường này nó sầm uất rần rần như cái chợ. Nhìn ra phía trước này có nhiều người tiểu thương người ta bán hàng, còn có trường mẫu giáo ở đây nữa. Cái lối cái cầu bắc qua cái kênh nè, đi vô khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, đất ở đô thị Sài Gòn. Anh chị mình tưởng tượng là khai thác dòng tiền á, là từng tấc vuông một khu bất động sản mà có tới 5 doanh nghiệp sử dụng khai thác. Mé bên này 3 cửa hàng đang cho thuê, lối đi vô giữa căn biệt thự là công ty đang cho thuê luôn. Phía bên này một cửa hàng nữa, 5 doanh nghiệp. Nhìn trên flycam thì anh chị mình thấy phía sau cái dãy trước mặt mình là đường quốc lộ 1A, đông đúc xe cộ thông thương tất cả mọi hướng. Đất ở đô thị Sài Gòn, xung quanh đây là phố thị sầm uất. Nói chung là Sài Gòn có tiện ích gì thì khu vực này có đó. Đường dừng lại chạy thẳng vô trung tâm Gò Vấp luôn. Riêng cái phần căn biệt thự mà cái lối đi vô phía sau đó, nở hậu bụng bự ra đó ha, thì cái xe ô tô này vô tới thèm luôn. Cái sân thì rộng, có trồng nhiều cây xanh. Mà nhìn cái căn biệt thự kiên cố này, hai tầng như vậy chứ mà ba phân khu chức năng riêng biệt để sử dụng, kiểu như là ba khách hoặc là ba gia đình sử dụng còn được nữa. Tính ra nếu khai thác hết cái công năng đó ha, thì không phải là 5 doanh nghiệp đâu, cộng thêm 2 nữa là 7 cái doanh nghiệp trên cái khu bất động sản này xài đó. Bởi vì diện tích rất là lớn, 572 mét vuông đất, ngang 19, dài vô 34, toàn bộ full đất ở 4 sổ mà bây giờ cái giá là 38 tỷ 800 triệu. Nếu anh chị cảm thấy hợp lý rồi thì cứ gọi ngay cho anh Hùng 0378 060496. Nguyễn Duy review bất động sản là không ăn tiền cò môi giới phần trăm hoa hồng cái gì hết á, được thù lao công quay phim rồi. 0903 644 679 số của Nguyễn Duy. Anh chị mình có bất động sản cần review hoặc là muốn được đào tạo hướng dẫn xây kênh video ngắn mạng xã hội, gọi Nguyễn Duy bằng số đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi sắm tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn động viên. Nguyễn Duy.